Trong video trước thì tôi đã nói về việc cách sử dụng cái hàm hit rồi dùng lệnh plot để vẽ cái density như thế này á, thì ra cái hình như vậy. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đổi sang cái lệnh hit như vậy, tức là cái property bằng true và dùng lệnh line, thì nó lại cho một cái đường khớp lại như vậy, chứ nó không có bị trùng lặp như vậy. Lý do tại sao thì chúng ta nhìn vào cái đồ thị chúng ta thấy là như vậy này. Cái histogram của U, thì ở đây á, cái này nó đã chuyển qua cái tần suất rồi. Còn ở bên đây á thì nó là đếm chứ không phải là tần suất. Để tôi vẽ. Tôi vẽ lại như vậy thì các bạn thấy này, ở đây là chỉ về cái tần suất, còn ở đây á là cái nó đếm chứ không phải là tần suất. Đây chỉ là tần số thôi mà không phải là tần suất. Đây là tần số, đây là tần suất. Khi mà chúng ta chuyển qua tần tần suất á, thì chúng ta vẽ cái hàm density á thì nó sẽ không có bị cái đồ thị nó không có bị như hồi nãy nữa. Và cái chúng ta chuyển qua density bằng cách gõ là probability bằng true, chọn như vậy.